Rồi, xin chào tất cả anh em nha. Xin giao lưu anh em một củ chuối đánh bầu nha anh em. Đế nở rất đẹp nè. Cây rất là già nha anh em, nu bú. Đây, đó các bạn nè, sát góc cho anh em xem đây. Cây bởi đế nở rất đẹp nha anh em. Cây cả quanh sát góc là 180 nha anh em. Một cây chuối phải nói rất là già anh em ạ, nu bú nè. Già nu bú rất đẹp anh em. Tớ mặt đớ là 2m7 nè. Cao từ mặt bầu lên là 2m7 nha anh em. Đấy, cao mặt bầu lên 2m7, hình sát góc 180 anh em nha. Cây phải nói hàng rất là già là cây luôn anh em. Hàng già nu luôn. Chi chốt thì nhỏ nha anh em, không có mặt cực lớn nha. Đớ nè, đớ trải 4 mặt luôn anh em. Bờ đớ 4 mặt nè. Cây bờ đó trải 4 mặt nha anh em. Hàng rất là đẹp ha. Cây đó trải lên mặt luôn anh em ạ. Rồi, anh em nào thiện chí thì giao lưu nha anh em. Chào anh em nha.